Xin chào quý vị và các bạn. Các tỉnh miền Bắc đêm nay và ngày mai tiếp tục chìm sâu trong đợt không khí lạnh tăng cường, trời tiếp tục rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 10 cho tới 13 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Dự báo từ ngày mai 31 tháng 12, miền Bắc sẽ chuyển sang rét khô, ban đêm trời vẫn rét buốt với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở vùng đồng bằng từ 11 cho tới 14 độ, vùng núi từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Tuy nhiên ban ngày trời hửng nắng ấm áp hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 20 cho tới 22 độ. Với các tỉnh miền Trung trong 2 ngày tới dưới tác động của không khí lạnh nên mưa vẫn tiếp tục xảy ra, tập trung ở khu vực Trung Trung Bộ từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, nhưng lượng mưa thì có xu hướng giảm dần, chỉ còn khoảng từ 10 cho tới 20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Dự báo từ ngày mùng 2 tháng 1 trở đi, không khí lạnh tăng cường thêm nên mưa sẽ còn duy trì trong những ngày đầu của năm 2023. Về nhiệt độ, đêm nay và ngày mai tại khu vực Bắc Trung Bộ trời cũng rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 14 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14 đến 17 độ. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mai, cả hai khu vực này vẫn phổ biến ngày có nắng gián đoạn, mưa chỉ xảy ra một vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 24 tới 27 độ, ở Nam Bộ là 28 đến 31 độ tại khu vực Nam Bộ. Trên biển, không khí lạnh vẫn đang duy trì cường độ mạnh nên ở phía bắc của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc ở mức cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, độ cao sóng biển ở ngưỡng từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Trong khi đó, khu vực giữa và nam Biển Đông, tác động của không khí lạnh lại tập trung ở khu vực vùng biển phía Tây, với cường độ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, độ cao sóng từ 3 tới 4 mét, cũng duy trì tình trạng biển động mạnh. Ngoài ra, mưa rào và dông xuất hiện nhiều nơi, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10 km. Nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật đều ở mức cao. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.